Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Trong cuộc sống, chúng ta phải trải qua vòng tuần hoàn sinh, lão, bệnh, tử. Hay những câu nói vui như là cuộc đời con người trải qua hai lần lên xe hoa, một lần là đám cưới và một lần là xe rồng có hoa. Việc mai táng cho người đã mất của các quốc gia hoàn toàn khác nhau một số quốc gia còn giữ nhiều phong tục mai táng người mất rất kinh dị và kỳ lạ, như chính người thân ăn thịt người đã chết. Các bạn có tin không? Nếu chưa tin thì xin mời các bạn hãy xem qua video sau để biết rõ hơn. Top 10 phong tục mai táng người chết kinh dị và kỳ lạ nhất hành tinh. 10. Tục lệ Sati. Sati là một truyền thống rất lâu từ tôn giáo của Ấn Độ giáo gần như không còn trong thế giới ngày nay. Đây là một hình phạt dành cho người phụ nữ có chồng đã chết. Người quá phụ đã buộc phải tự thiêu như một cách hy sinh bản thân để bày tỏ lòng tôn kính với cái chết của chồng. Nguyên nhân chính của tục lệ có thể là vì người quá phụ ở Ấn Độ không có vị trí nào trong xã hội sau khi chồng chết và cô phải hy sinh bản thân trước các vị thần. 9. Thiên táng một trong những truyền thống tang lễ kỳ lạ nhất vẫn còn cho đến hiện nay là thiên táng tại Nội Mông, Thanh Hải và Tây Tạng của Trung Quốc. Xác người được mang lên núi, cắt nhỏ ra để các loài chim đến ăn thịt. Ý nghĩa của thiên táng là vứt bỏ những gì liên quan đến thế giới con người càng nhanh càng tốt. Đa số người Tây Tạng và người Mông Cổ tân thủ kim cương thừa Phật giáo, họ tin rằng sau khi chết cơ thể chỉ là một cái áo khoác rỗng không. Xác chết đi rồi có thể để chim ăn hoặc tự phân hủy mà không cần chôn cất. 8. Ăn thịt người chết. Một trong những truyền thống tang lễ kinh dị nhất từng tồn tại ở Papua, New Guinea và Brazil. Trong đó, cộng đồng dân làng sẽ mở tiệc bằng cơ thể của người chết. Tục lệ này có lẽ xuất phát từ các quốc gia nghèo đói phải tìm thêm thực phẩm để nuôi sống bản thân. Gia đình người quá cố sẽ tập trung quanh xác chết, sử dụng lửa và các công cụ khác để làm chín thịt và ăn. Tập tục kinh dị này cũng xuất hiện ở những quốc gia mà sống chủ yếu trong rừng rậm, không có nhiều thực phẩm để ăn trừ thảo mộc và thực vật. 7. Táng cùng người còn sống Tục lệ này bắt nguồn từ những nghi lễ cổ xưa của người Sa Ti. Lễ tang truyền thống trên đảo Nam Thái Bình Dương của Fiji thường thắt cổ một người thân của người đã khuất với quan niệm rằng người chết sẽ không phải cô độc một mình ở thế giới bên kia. 6. Hỏa táng Hỏa táng là hình thức thiêu xác bằng lửa. Cơ thể còn lại sau đó được cho vào một cái bình và xử lý theo di nguyện của người đã mất. Có người muốn được ở bên cạnh người thân, có người muốn giải cho của mình ra biển hay núi một số người ở Ấn Độ muốn cho được sắc xuống sông Hằng. năm Tục cho kền kền diệt xác Một truyền thống kỳ lạ này xuất hiện trong cộng đồng người Parisi của Mumbai. Nghi lễ chủ yếu thực hành trong những người theo tôn giáo. Rora Chian Người chết được tắm rửa sạch sẽ, đặt lên tháp của đền thờ, nơi những con kền kền sẽ bay đến diệt xác. Ý nghĩa đằng sau tập tục này là con người sau khi chết sẽ thoát khỏi hình thái vật chất của họ và chỉ tồn tại ở dạng tinh thần. 4. Tục vứt xác cho thú ăn. Đây được xem là nghi lễ cổ xưa của người dân bản địa bờ biển Tây Bắc Thái Bình Dương của Bắc Mỹ. Người ta để người chết vào một cái hố trong làng rồi cho phép động vật hoang dã tới ăn xác chết. Bằng cách này, họ không cần phải chôn hay hỏa táng cái xác. Người dân tin rằng con người chỉ có một cuộc đời và khi chết đi, họ không còn liên quan bất cứ điều gì tới thế giới hiện đại, kể cả cơ thể đã chết của họ. 3. Tục lệ treo quan tài Tục lệ này bắt nguồn từ 2.000 năm trước của người Igoros Luzon Philippines đã an táng những người quá cố bằng các cỗ quan tài gỗ làm thủ công và treo hoặc đóng cố định chúng trên các vách núi cao. Chọn nghĩa địa ở nơi treo leo này được cho là cách giúp người chết về gần với linh hồn tổ tiên của họ hơn theo truyền thống những người già tự làm cỗ quan tài cho mình bằng gỗ rồi khắc hoặc vẽ tên ở bên hông xác người chết được đặt trên một chiếc ghế gỗ buộc với lá cây và dây leo rồi phủ một chiếc chăn thi thể được đặt mặt hướng ra ngoài cửa chính để người thân thăm viếng xác chết được hun khói để làm chậm quá trình phân hủy trong khi đó lễ cầu nguyện cho người chết được tổ chức trong nhiều ngày. Nghi lễ này không chỉ ở Philippines mà còn được tiến hành ở các triều đại Trung Quốc cũ bằng cách treo các quan tài trên vách đá cao. Họ tin rằng quan tài cần được gần gũi với bầu trời để người chết nhanh lên thiên đàng. 2. Tục lệ táng trên cây Tục lệ này thực ra là buộc người chết lên các cây trong làng. Điều này để giúp người chết luôn được ở gần quanh người thân và là cách nhắc nhở những người còn sống rằng họ phải chuẩn bị cho cái chết và sự tái sinh sau đó. Có bốn loại thụ táng, treo thi thể lên cây, buộc thi thể vào cây, gác thi thể lên cây và đặt thi thể vào gốc cây. Trong đó, treo thi thể lên cây là hình thức thụ táng có nguồn gốc lâu đời nhất. Nó còn rất phổ biến ở các dân tộc Oroquen, Dao và Loba. Người ta tin rằng sau khi những đứa trẻ chết, linh hồn của chúng không bị tiêu tan mà sẽ hóa thành những ngôi sao trên trời. Vì vậy, ở hai đầu mỗi chiếc giỏ tre hoặc thùng gỗ, họ cài thanh gỗ, dùng làm cánh giúp chúng bay lên trời nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Hiện tại trên thế giới, quay Tây Tạng cũng có một số ít dân tộc như Australia, Bắc Mỹ, Bắc Á vẫn còn tồn tại nghi lễ thụ táng kỳ bí này. Một Tục lệ Fama Dihana. Fama Dihana là một tục lệ tang lễ của người Malagasy ở Madagascar. Người ta dựng xác người chết từ hầm mộ lên, mặc quần áo mới và khiêu vũ với các xác chết quanh mộ trong tiếng nhạc. Gia súc được giết mổ để làm cỗ bàn và chia sẻ cho từng thành viên trong gia đình cũng như một vài người khách rất thân thiết và quan trọng. Đây cũng là cơ hội để người già giảng giải cho con cháu nghe về tầm quan trọng của tổ tiên, những người đã nằm xuống trước họ. Fama Dihana được coi là ngày mà các thành viên trong gia đình ngồi lại với nhau, cùng ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Nghi lễ này được coi là khá gần với tục lệ bốc mộ ở phía Bắc Việt Nam. Theo tín ngưỡng của người dân bản địa, mọi người sinh ra không phải từ cát bụi mà từ máu thịt của người thân trong dòng tộc Do đó, họ rất trân trọng và tôn thờ các tổ tiên của mình. Đây là một cách để người Malagasy tưởng nhớ người thân đã chết của mình, sau khi được mang đi khắp làng, những cái xác lại được chôn vào lòng đất. Ngày nay, các nhà thờ công giáo ở Madagascar còn thực hiện tục lệ này diễn ra và coi đây là một truyền thống tốt đẹp, chứ không chỉ là những nghi lễ tôn giáo. Các bạn thân mến, trên đây là video top 10 phong tục táng người chết kinh dị và kỳ lạ nhất hành tinh. Những thông tin chúng tôi tìm hiểu được còn hạn hẹp. Nếu các bạn có ý kiến gì khác, xin hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment phía dưới video nha. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy subscribe để ủng hộ kênh có động lực làm những video tiếp theo thú vị hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.